Theo Ban tổ chức giải thưởng Sao Khuê 2021, kết quả của cuộc thi cho thấy ngành công nghệ thông tin Việt Nam đang có sự phân chia đầu tư, phát triển công nghệ theo xu thế chung hiện nay. Đó là các doanh nghiệp lớn có nguồn lực và năng lực về công nghệ sẽ tập trung xây dựng nền tảng công nghệ lớn, còn các công ty quy mô nhỏ hơn sẽ đầu tư vào việc sáng tạo sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tích hợp. Đây chính là tiền đề để hình thành hệ sinh thái số cho các ngành, lĩnh vực kinh tế một cách hoàn chỉnh. Nền tảng chuyển đổi số OneDX của VNPT Technology sẽ giải quyết được các khó khăn đó của doanh nghiệp. Họ có thể tiếp cận với sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số, với các dịch vụ SaaS, Anything as Service, với cái chi phí thuê bao hợp lý với cái nhu cầu kinh doanh của mình. Nền tảng chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính phủ điện tử, quản lý tài chính, kế toán là các lĩnh vực được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư, phát triển. Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia thống nhất, liên kết chặt chẽ các cấp từ trung ương đến địa phương. Trên một nền tảng, doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều các cái phần mềm đơn lẻ với nhau và có tính kết nối với nhau. Các thao tác cũng như là quản lý dữ liệu ra kết quả báo cáo sẽ hoàn toàn tự động. Quy trình làm việc của doanh nghiệp thực sự là được chuyển đổi số, thực sự là nhanh chóng và kịp thời. Giải thưởng Sao Khuê năm nay đã được trao cho 180 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc. Trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT có 15 sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh.